thôi xin kính chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của nguyễn nguyễn và hôm nay nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện mà có thật của những cô chú anh chị những người bạn và những người em gửi về cho nguyễn từ khắp nơi và trong nội dung của tập mới nhất này chúng ta sẽ quay trở lại với em hạ là người mà Nguyễn đã kể trong tập 336 và mãi về sau thì em có nhận thêm những cái câu chuyện tâm linh diễn ra trong nhà của mình nữa và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì mọi người đừng quên like share quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh để khi mà Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube và nếu cô chú anh chị quý vị khán giả có những câu chuyện tâm linh của bản thân gia đình người quen bạn bè Đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog 2512a gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện rất là huyền bí, rất là ly kỳ ngày hôm nay và các bạn không cần phải xem lại tập 336 đâu tại vì nó là những cái câu chuyện riêng biệt và Nguyễn sẽ tóm tắt lại một xíu về em Hạ này. Thật ra người gửi câu chuyện cho Nguyễn không phải là em Hạ mà là người yêu của Hạ ha. Bé này tên là Dũng. Thì lúc đầu á khi mà hai bé quen nhau à, dũng với lại hạ quen nhau thì cảm giác hạ là một người vô thần vô thánh rồi các kiểu vậy đó nhưng mà thật ra không phải như vậy đâu bản thân hạ là một người ít nói và cái nội tâm của em á nó cũng có nhiều cái biến chuyển đó nó không có được bình thường tất nhiên không phải em bị thần kinh hoặc làm sao đâu nhưng mà nó có cái biểu hiện giống như là mình dạng bị như là kiểu 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 là mình bị hướng nội rồi ít nói rồi cũng hơi kiểu một xíu là 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 em kiểu hơi sợ sợ social kiểu sống hơi low key một chút xíu kiểu là như vậy ha bản thân hai đứa em á thì làm cùng công ty làm it quản trị phần mềm doanh nghiệp đồ này kia á và em hạ này có một câu chuyện rất là buồn ngay từ khi em vừa mới lọt lòng là mẹ của em bị một những cái biến chứng gọi là thai sản đó các bạn nên là cô mất ngay trên bàn mổ và cũng chính vì câu chuyện này mà ba của em trong suốt một khoảng thời gian dài có thể dùng từ là bạo hành em hạ Kiểu là trời ơi rất hỏi lắm kìa Chửi em này xong rồi đổ hết tất cả những cái chuyện là không may mắn Là do tại vì sinh em ra cho nên là mẹ của em mới mất Thật ra cái nguồn cơn á, nó xuất phát từ điểm là chú quá là yêu cô đi Cho nên là chú, cái tâm thần của chú chú không có kiểm soát được Không biết thế nào là đúng và không biết thế nào là sai Và cứ đổ hết toàn bộ lên cho con của mình như vậy á một thời gian dài em sống trong cái cảnh không có hạnh phúc đâu. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì sau khi mà mẹ mất á Chú có đi thêm bước nữa ha các bạn Mặc dù là trong lòng vẫn nhớ về mẹ của em hả Và may mắn là cái người vợ sau Em hay gọi là gì ha Người vợ sau á thì rất là yêu thương em Hạ luôn Lúc nào cũng bảo vệ và che chở cho em Mặc dù là bố của em, ba của em đánh em như vậy Nhưng mà dì lúc nào cũng yêu thương và muốn bù đắp Vì em từ nhỏ đó không có mẹ rồi Tình cảm của hai dì con á, rất là kháng khích với nhau Tuy nhiên sau này có những cái biến cố, có những cái câu chuyện tâm linh diễn ra vào năm lần cuối cùng liên quan tới mẹ em á là năm em 19 tuổi. Em có học ở trên Sài Gòn nè, xong rồi em bị sốt đồ này kia các kiểu á. Thì trong lúc mà sốt em cảm nhận được có một cái người phụ nữ cứ vuốt đầu mình và che chở cho mình em cảm giác chính xác là em bị bóng đè đó Nhưng mà nó không có sợ gì hết trơn các bạn Ngược lại nó còn rất là ấm áp nữa Và em biết là mẹ của mình về Để mà lo lắng cho mình Mặc dù là đã rời xa Dương Thế 19 năm Vẫn đi theo em Để mà lo lắng như vậy và đó cũng là lần cuối cùng ha em gặp mẹ của mình em nhìn thấy mẹ của mình ở trong cái giấc chim bao và bản đi một thời gian sau tưởng đâu là mẹ đi rồi em nghĩ là mẹ mình đã đi đầu thai siêu thoát rồi vì không có còn nhìn thấy mẹ thêm bất cứ một lần nào nữa và linh hồn của mẹ đó cũng về nói chuyện với ba của em và giải thích là không phải tại vì con sinh ra mà em mất đâu không phải là khắc căng khắc số hay là gì đâu anh bỏ cái suy nghĩ đó đi anh đừng có để cho nó ám ảnh ra nữa vì đây là cái căn số của em rồi tới lúc đó là em hết dương thọ rồi em đi rồi anh đừng có trách con hãy yêu thương con nha anh thì tình cảm của hai ba con đó được hóa giải ngay từ cái giây phút đó và đến tháng 10 năm ngoái nè các bạn có những cái câu chuyện tâm linh diễn ra ở trong dòng họ của em ha vào cái khoảng thời gian độ tầm ba bốn năm trước á thì bà nội của em hạ này nè bệnh nhiều lắm do lớn tuổi và từ năm 2022 là bà bị tai biến liệt nửa người cho nên khoảng thời gian sau đó là bà phải ra vào bệnh viện rất là thường xuyên. Bản thân của em Hạ thì không thân thiết với bà đâu vì lý do là bà rất là thương cháu trai trọng nam khinh nữ các bạn còn cháu gái thì bà quan niệm là sau này cũng gả đi à cũng là con cháu người khác cho nên là với cháu gái bà rất là khó khăn rất là xét nét sơ hở là bà mắng bà chửi riêng với hạ thì bà còn rất là ghét nữa và em hạ này kể ra là ngày xưa do là bà không có thích mẹ của hạ đâu bà từng cấm không cho ba cưới mẹ Do là nghe thầy bói nói đó Nếu mà cưới cái người nữ này về nè là sau này con của bà sẽ khổ ý nói là ba của em hạ nha bà nghe như vậy cho nên là bà nội bà cấm lắm nhưng mà chú cương quyết đòi cưới cuối cùng đâu có làm lại con trai các bạn cũng vì thương nữa cho nên là bà nội nhân nhượng cho cưới và không biết là bà nội coi bói kiểu gì mà em hạ em thấy cái người khổ á là mẹ của em chứ đâu phải là ba đâu mới vừa cưới nhau xong một năm sau cô xin em hạ này ra là cô mất trên bàn mổ mà thậm chí nha các bạn kể là thương cô lắm cô mất rồi nhưng mà bà nội vẫn ghét vẫn bị mẹ chồng của mình ghét do thấy con trai đó thương vợ quá vợ mất suốt ngày rượu chè đau khổ khóc lóc nên là bà ghét cây ghét đắng người con dâu mặc dù người ta mất một khoảng thời gian rất là lâu và em Hạ này có nghe ông bà ngoại của mình kể là hôm 49 ngày của mẹ nha Là ba của Hạ uống say rồi làm loạn cả nhà luôn Thậm chí là chú còn đòi tự tử, tử để mà chú chết theo vợ mình á Chứng tỏ là chú yêu cô cực kỳ là yêu luôn Và ngay khi mà cái chuyện đó xảy ra Bà nội các bạn đứng trước cái bàn vong của con dâu mình thật ra là không ai thể nghĩ được là một cái người nào mà lại độc mồm độc miệng đến mức như vậy đứng trước bàn vong của con dâu mình mà rủa kiểu là đáng ra ngày xưa nên nghe lời thầy bói cấm không cho con trai cưới vợ thì con trai của bà đã không khổ sở như vậy rồi rủa mẹ của hạ là mày đã chết rồi mà mày còn làm khổ con tao nữa và sau này khi mà em hạ càng lớn là em càng nhìn giống mẹ em nghe nên là bà nội á, Càng chướng mắt thêm các bạn, nhìn thấy là ghét, nhìn thấy là ghét. Bà hồi còn nhỏ đó, trong một lần em Hạ được ba mình đưa sang nhà bà nội chút tép, Hạ vô tình làm vỡ cái bình hoa của bà thôi, chỉ vậy thôi đó. Hạ thì bị ba đánh nè, một trận té tát đầu năm do là làm đổ bể đồ, xui xẻo, giống như dạng mê tín kiểu những cái chuyện nó không đáng mặc dù tôi kể chuyện tâm linh nhưng mà tôi không bao giờ mê tín những chuyện đó trơn nha cái gì đáng 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 thôi á ba thì đánh bà nội thì mắng té tát và có một cái vụ nữa bà nội có nói một câu như thế này nè các bạn với một cái đứa trẻ con á nghĩ là nó không nhớ thôi nhưng thật ra khoét sâu vào tâm trí của em hạ này luôn rất là đau lòng bà nội nói một câu như thế này nè ông bà mình nói á là đàn bà đẻ mà chết trên bàn xanh thì hay quay về bắt luôn đứa con đi theo mình sao con gái mẹ mày không bắt mày đi theo nó luôn đi cho rồi một câu rất là độc địa kiểu khẩu nghiệp cực kỳ luôn cho nên là em hả em in sâu vào tâm trí những cái lời nói cay đắng đó và mãi về cái phần cuối đời ha bà nội bị tai biến mé một bên miệng nói chuyện rất là khó khăn và không biết có phải là do bà đối xử tệ với con dâu và những cái người cháu hay không nên là cuối đời các bạn Bà bị những cái người con của mình đối xử rất là tệ Người thì bỏ mặt, người thì mắng chửi bà nhiều lắm Như Nguyễn có nhắc là bà nội của Hạ vốn dĩ là cưng con trai và cháu trai Nhưng tới khi bà bệnh thì mọi người lại đùng đẩy nhau chuyện cắt cử phân công người vào viện để mà nuôi bà Và người con trai trưởng mà bà nội lúc nào cũng yêu thương nhất chính là ba của em Hạ này nè Khi mà bà nằm ở trong đó chữa bệnh á, chú không bước chân vào một lần nào hết trơn Và lý do chú này đưa ra là khi mà mẹ của em Hạ chết ở trên bàn mổ trong bệnh viện đó đâm ra là chú bị ám mạnh các bạn chú không có dám bước chân vào bệnh viện nữa bước thậm chí khi mà vợ sau của chú sinh con đó nha chú cũng không vào là không vào cái này nó giống như là một cái kiểu bị 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 ám mạnh đó các bạn nó là một cái hội chứng bị bệnh luôn chứ không phải là bình thường tâm thần cái chú này nó rất là yếu cho nên là mới xảy ra những cái câu chuyện bạo hành em này rồi này kia các kiểu do là bị ám ảnh về vợ mình đó và cuối cùng trước cái tình cảnh đó Thì mẹ sau của Hạ nè Cùng cái người cô Tư và cô Út Thay phiên vào viện để mà chăm bà nội Và lúc này là bà nằm chỗ rồi Đi lại nói chuyện đều rất là khó khăn Tính bà vốn dĩ đã khó Nay lại càng khó thêm Bà không hợp tác không chịu ăn uống nè, hay hất đổ đồ ăn và hay la hét con cháu khi mà không vừa ý. Và mấy cô trong nhà vào chăm bà đã cực lại còn gặp tính bà như vậy nữa. Nên là đâm ra ông sinh quạo các bạn mà cái nết của mấy cô này á vốn dĩ là dữ dằn trước rồi. Và em Dũng em nói lại là hình như những cái người bên dòng họ nội của em hạ này nè thông thường như người ta ngày chỉ sinh là trời cho làm thơ còn đây là ngày mà mấy người này sinh ra là trời tặng cho cái mỏ hổn hay sao đó mà cái miệng ai cũng quá trời quá đất quá trời cái mỏ luôn mấy cô thường xuyên lớn tiếng với bà nội nè không ngày nào là không chửi mắng rồi la bà rồi kiểu còn dọa đó, là nếu mà bà như vậy đó sẽ bỏ bà một mình không có thèm chăm sóc nữa và lý do mẹ em hạ biết chuyện này là do mẹ sau á, người gì á Nghe những cái người bác sĩ, những người hội lý về y tá kể lại Cũng cảm giác bức xúc những cái người chăm bác sĩ y tá đó Người ta cũng bức xúc lắm nhưng mà ta không dám xen vào Bị là cái chuyện của, của, của gia đình đâu có xen vào được Nên là lúc gặp mẹ sau của em Hạ là bác sĩ y tá kể lại trơn Kêu là thôi giờ lựa lời khuyên người nhà đi Đừng có lớn tiếng với bà nữa Vừa hại sức khỏe của bà mà phiền bệnh nhân khác lắm nhưng mà khuyên bảo đó thì những người cô như cô út nè cô tư nè nói là là tại bà nội như vậy đó chướng khí mà hung dữ quá phải lớn tiếng chứ nói bình thường đâu có nghe đâu nói chung là kiểu gì cũng cãi được hết các bạn và hai tháng trước khi bà nội mất á một loạt những cái câu chuyện kinh dị xảy ra với mọi người trong nhà bắt đầu là cô út nha cô đột nhiên gọi cho ba của hạ và nói đó anh tự lo liệu đi anh kêu con anh hay vợ anh lo thay phần của em đi em không vô cái bệnh viện đó nữa đâu em sợ lắm rồi Nói chung là cái giọng của cổ á, vừa gấp rút mà á, nó Nói chung là nó nó cứ sao kìa Và lúc mà ba của Hạ hỏi lại Thì cô này cổ mới kể á, Anh biết không Mấy ngày lúc mà em túc trực ở trong bệnh viện á, Em chăm má đó, em chăm mẹ đó Em liên tục bị ma quỷ khủng bố tinh thần nè Có mấy đêm em ngủ lại trong đó đó Em thấy có người phụ nữ nha Trời ơi, thấy ghê lắm Gãy cổ luôn cái cổ của bà quẹo sang bên nè bà cứ đi như vậy nè vậy nè em thấy lòi cả khúc xương đâm qua cái lớp da ở trên cổ nè anh ơi có khi em thấy trong toilet phòng bệnh nè bà đứng ở trong đó là bà hù em có khi em thấy bà bay ở ngoài cửa sổ và có khi em thấy là bà nằm ở dưới cái gầm giường bà thò đầu ra ngoài Trời ơi, em sợ lắm anh ơi Em đem tỏi vô mỗi lần vào bệnh viện Em đem tỏi rất là nhiều luôn Nhưng em vẫn thấy là vẫn thấy Và có một hôm đỉnh điểm là bà cô út này bà ngồi bà đút bà nội hoài bà nội không chịu ăn bà bực mình lắm các bạn bà dằn cái tôi xuống một cái đùng làm rơi cái muỗng xuống đất luôn nha khi này nè bà mới sững lại xong rồi bà cúi người xuống gầm giường để mà bà lụm cái muỗng lên thì ngay lúc đưa cái đầu xuống các bạn, các bạn biết cái giường trong bệnh viện á, là cái gầm nó rất là cao luôn. vừa mới chọt cái đầu xuống liếc con mắt qua một cái trời đất ơi, thấy cái người đàn bà bị quẹo cái cổ đó đang ngồi ở dưới cái gầm giường nhìn bà cô út như vậy nè. trời đất ơi bà hét lên bà muốn xỉu ngay tại chỗ luôn các bạn, nhưng chưa kịp làm gì hết là cái vong hồn của người phụ nữ kia thò tay ra nắm chặt lấy tay của bà cô út, giựt để kéo vào trong cái gầm giường đó. Và may mắn á Bà hét lên một tiếng xong rồi bà bỏ chạy ngay lập tức ra khỏi bệnh viện Bóc điện thoại và gọi ngay cho ba của Hạ Kể hết toàn bộ đầu đuôi và tuyên bố là thề ở trên có trời dưới có đất Không bao giờ bà bước vào trong cái bệnh viện đó lần thứ hai Không đi nữa các bạn Tuy nhiên lúc mà nghe câu chuyện này nè Ở trong nhà đâu tin Nếu mà đặt mình vào trường hợp đó mình đâu tin được Nghĩ chắc là bà út với bà Tư với lại bây giờ đi vào chăm rồi các kiểu rồi à, xong rồi kiểu nghĩ bị ra chuyện Đồ này kia để không có muốn chăm bà nội nữa chứ làm gì chứ làm gì mà có ma có quỷ thí dụ như là nếu mà thấy là phải thấy hết còn đây nha bà út bà thấy bà kể lại vậy nhưng mà cô tư đâu thấy mẹ sau của em hạ cũng đâu hề thấy ma thấy quỷ gì đâu nhưng dù tin hay là không tin thì cô út vẫn quyết định là không bước nửa chân vào bệnh viện nữa cho nên cái người thay thế cô út á là em hạ này nè em phải vào thay chăm sóc bà thay cho phòng của cô Út Và cô Út của nhà bà nghĩ là không cần bước chân vào bệnh viện nữa thì không bị nhét Nói chung là mọi thứ là bà thoát rồi nhưng không đâu Cái vong hồn ở trong bệnh viện đó các bạn không biết là có cái sợi dây liên kết gì với bà cô Út này hay không Nhưng mà đi theo các bạn Cô Út của kể lại nha Mỗi lần mà đi ngủ ngay tại nhà của cô Út luôn á thì đều bị bà ta đè lên trên người Xong rồi bóp cổ nữa Có lần đang nằm sụi lơ đang ngủ vậy nè Tự nhiên cái giật mình vậy Giật thoát một cái luôn á các bạn Mở mắt ra Thấy là cái người đàn bà đó đang ngồi lên trên ngực của cô Út Thò tay bóp chặt cổ của cô Út Bà đâu có thở được đâu Bà ú ớ bà la quá trời la Bà vùng vẫy một hồi sau Bà tràn tỉnh dậy Cái đầu á Đau như là búa bổ luôn Người thì đổ mồ hôi một cái ướt nhẹp cả cái chỗ đang nằm và bên cạnh đó Những cái cuộc sống bình thường ở nhà của bà Những lúc mà bà thức nha Cũng không yên đâu Hay nghe thấy những cái tiếng lục đà Lục đục những cái tiếng bước chân Những cái tiếng loãng soãn loãng soãn loãng soãn ở trong nhà quá là sợ rồi sợ thiếu điều là là muốn té đá quần luôn đó cho nên là hai vợ chồng của út có nói chuyện với nhau xong rồi nhờ tới một cái ông thầy người hoa do chồng của cô út này là người hoa nè thì mời được ông thầy đó tới nhà nha các bạn xong rồi đó, mới làm bùa rồi trấn yểm gì đó để cho vong hồn của người đàn bà ở trên cái bệnh viện không thể nào mà vào trong nhà này được không kể rõ ràng là người thầy đó ếm như thế nào nhưng mà kết quả là cô và gia đình từ lúc mà ông thầy ổng làm bùa làm phép thì sống rất là yên ổn nha không còn gặp bất kỳ một cái chuyện tâm linh gì trong nhà của mình nữa nhưng cô út cô thoát thì tới lượt cô tư cô tư á thì không thấy vong hồn gì hết cũng không bị nhét nhiều như cô út nhưng mà cô cũng cảm nhận được có cái chuyện tâm linh kỳ bí gì đang xảy ra cô kể á đồ ăn nè với lại cơm cô nấu ở nhà rất là hay bị thiêu nhưng lạ một điều á cùng một mẻ nhưng phần thức ăn ví dụ cô nấu xong ở nhà đi một phần á cô bới cô đem vào trong bệnh viện thì nó không sao hết nhưng cái phần để ở nhà các bạn nó ôi thiêu thậm chí là nó chảy nhớt luôn á nhìn nó thấy ghê lắm kìa trong khi cái phần mang vào bệnh viện thì rất là bình thường không có chuyện gì xảy ra hết trơn và chính vì những cái sự vụ như vậy Cô Tư, cô Út đem kể hết cho ba của em Hạ nghe Và những cái chú trong gia đình nữa Nhưng mà tất nhiên là không ai tin hết trơn Và bản thân em Hạ lúc mà em nghe câu chuyện đó Cảm giác đầu tiên của Hạ thì em thấy sợ lắm Tại vì em đã từng trải qua những cái chuyện tâm linh trước đó rồi Nên em tin vào cái sự tồn tại của thế giới vô hình Tuy nhiên khi này nè Em không thể nào mà không vào viện nuôi bà nội của mình được Tại vì dù sao bây giờ bà bị bệnh nằm như vậy rồi Em không thể nào mà không vào con người không ai làm gì hết trơn Nhưng mà em vào thì em không thấy vong ma, vong quỷ gì mà quấy phá hết á Bản thân em nè và mẹ sao của em rất là bình thường Không có chuyện gì kỳ lạ hết trơn Cho nên là hai người nghĩ á Chắc cái thời điểm đó là tháng 7 âm lịch Nên là cô Tư với lại cô Út Không may trùng hợp bị người âm ở trong bệnh viện Thì vong cũng nhiều mà nên là hợp mạng hợp ví, hợp tuổi rồi căn số nó yếu cho nên là có đi theo vậy thôi chứ 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 cũng không phải là 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 là, là sao không nói chung là không có chuyện gì quan trọng hết và bà nội của hạ nằm viện được tầm khoảng 2 tháng thì bà mất và có một cái chuyện xui rủi nữa là khi mà bà qua đời nhận tin báo tin cho mọi người biết á thì ba của hạ đang đi công tác xa ba chạy về gấp gáp á các bạn vội vàng như nào không biết mà chú bị té xe giữa đường luôn gặp tai nạn và nó nguy kịch thậm chí là chú rơi vào trong hôn mê và mẹ sau của hạ phải túc trực ở trong bệnh viện với chồng mình nên là ngay đám tang của bà nội đó chỉ có hạ và cái người em gái sau tên là xuân bé này thì nhỏ hơn hạ 3 tuổi là con của ba với lại cái người mẹ sau đó và cái hôm thứ hai sau cái ngày mà liệm á các bạn Em Dũng này có tới viếng đám tang ha Và lúc tới nơi em chứng kiến một cái cảnh lạ lùng Em kể lại giống như là trong cái tác phẩm hạnh phúc của tang gia của Vũ Trọng Phụng đó Bà nội á, có 7 người con ha Ba của Hạ là người con thứ năm và được bà thương nhất vì là người con trai trưởng Trên ba thì toàn là con gái không mà Sau ba thì có chú Sáu nè, chú Bảy nè và cô út Và chú Sáu á, thì là bị thiểu năng đầu óc chú như đứa nít lên mười vậy đó nên là chú không có vợ con gì chú sống với bà nội từ trước đến nay chỉ có chú xấu là không có con thôi những người còn lại thì đông con đông cháu hết đặc biệt là chú bảy chú đẻ hẳn ba người con trai và tất nhiên là được bà nội cực kỳ là cưng chiều con trai của cháu cháu nội của mình mà sao mà cháu nội trai nữa sao mà ổng thương cho được mà tính của bà nội là trước giờ là thương cháu trai lắm trọng nam khinh nữ mặc dù nhận được cái tình yêu thương như vậy của bà nội mình có thể là bà nội sai với ai nhưng mà đúng với mấy người này nha cái chuyện nào đã chuyện đó đám tang á thì con cháu về đông đúc lắm nhưng chỉ có duy nhất hai người đảm nhận cái việc lạy trả lễ là em hạ này nè và một người chị họ chị họ là con của cô hai cô đã mất cách cái thời điểm đám tang của bà nội tầm khoảng vài năm rồi là hai người anh gái và cháu gái là bà nội lúc nào cũng xét nét bà nội không có coi trọng nha chỉ coi trọng cháu trai thôi nhưng mà cái việc lạy trả lễ lại là của hai người cháu gái này nè các bạn coi không giống như là cái chuyện gì mà sướng á là mấy người kia ăn hết, còn nào khổ cực á thôi nè, để mấy nhỏ này làm đi. Thậm chí cái chị đó nha, chị đang mang thai tháng thứ tư nữa. Trời đất ơi, ác tới nỗi là như vậy luôn các bạn. Nhận cái việc đứng thắp nhang đưa người đến viếng Rồi các kiểu nói chung rất là mệt Và bản thân hạ thì em thấy là cũng thương cái người chị của mình thôi Nên em nói đó là chị ơi chị cứ đứng đó đưa nhang đi Còn cái việc mà lại quỳ lạy để mà trả lễ Thì để em làm cho một mình em làm cho Chị thai sản vậy chị đứng lên chị ngồi xuống rất là khó khăn và nhìn em Hạ lúc đó đó Em phờ phạt thấy rõ luôn Mắt thì sưng bị đấu ngủ được đâu Có mình em làm mấy cha nổi cái đâu có ai chịu làm đâu Mắt sưng bụp lên giống như là con gấu trúc vậy đó Còn con bé Xuân nha Cùng cha khác mẹ với lại Hạ đó Chỉ việc ngồi cắn hạt dưa thôi các bạn Bấm điện thoại không đói hoài gì đến việc mà phụ giúp ai hết trơn Và có thể là do bé đó lúc đó thì bé cũng còn nhỏ 18, 19 cũng không ai nói năng gì không ai chỉ bảo gì bé và tại vì mọi người thật ra cốt lõi là ông chẳng quan tâm đến việc mà lại trả lễ hay không trả lễ các kiểu mấy đứa gái đó ai biết chỉ chị không chỉ thì thôi rất là bàng quan luôn những cái người đó nha các bạn lo tiếp bạn bè là lo ăn nhậu um sùm ngay trong đám tang của mẹ mình của bà mình không quan trọng gì hết và đám được làm khá to do mấy cô chú ở trong nhà nội toàn kiểu là ông này bà nọ đó nên rất là sự diện đám của tao á là phải to nhất vùng luôn thì tao mới chịu được và cảnh tượng lúc đó Nguyễn nói y hệt như em dũng em diễn tả lại hạnh phúc của một tang gia mà các bạn chỉ đợi người này chết thôi á là mọi người ở xung quanh rất là vui lý do nha chính tay em dũng này nghe được đám người mà con cháu của 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 bà nội hạ đó ngồi ở ngay trong đám tang của mẹ mình mà tính tới việc gì các bạn biết không chia của nè chia tài sản của mẹ mình mẹ đang còn nằm trong quan tài chưa hạ huyệt để mà chôn nữa mà tính tới chuyện á là tiền của vàng nhà cửa chia như thế nào rồi mất dạy đến như vậy là cùng thiệt luôn đó. Mấy ông cháu trai của bà nội tuy vai vế là em họ của hạ nha nhưng mà toàn lớn tuổi mà gọi là đầu ba đầu ba đích chơi vơi hết trơn rồi hành xử không ra một cái gì hết và có người chỉ ghé đám tang chút rồi đi có người thậm chí là kêu không có xin nghỉ được nên là cũng không có mặt nữa không có xin nghỉ được công ty chắc là làm từ hả tám sáng cho đến tám giờ sáng ngày hôm nay đến tám giờ sáng ngày hôm sau luôn ngủ tại công ty không có ra khỏi công ty không có đi tới đám ma của bà mình được luôn á viện đủ lý do hết trơn các bạn không thể nào chấp nhận được như vậy và cô chú của hạ thậm chí là còn không bắt con họ đến đám tang của bà nội nữa nhưng mà lại bắt hạ phải túc trực bên cạnh quan tài để mà quỳ lại trả lễ mỗi khi có người tới viếng tại vì theo vai vế của hạ đó là cháu nội lớn nhất do ba là con trai trưởng mà ba không có mặt được thì hạ phải thay ba trả lễ và chị họ của hạ nói với em dũng á là hạ quỳ ở đó suốt từ hôm qua rồi chỉ khi nào vắng khách tới viếng thì mới được nghỉ chút xíu thôi từ sáng đến giờ cũng chưa có ăn uống gì mà cứ ngồi đó khóc suốt phần là vì tuổi thân phần vì quá mệt các bạn hạ có nói với dũng nha mặc dù là bị ba đánh đập suốt từ nhỏ nhưng mà Hạ vẫn rất là thương ba mình Đặc biệt trong cái thời điểm đó là chú bị tai nạn hôn mê Không được vào bệnh viện để mà coi ba mình như thế nào á Và đặc biệt là mối quan hệ của hai cha con thời điểm sau cái năm 19 tuổi á Sau cái đợt báo mộng của mẹ Hạ thì hai cha con hàng gắn lại rồi Bây giờ nghe tin ba tai nạn nguy kịch Đúng là một đả kết quá lớn với Hạ luôn và cái người chị đó có nói thêm với Dũng là lúc mà ba của Hạ bị tai nạn, Hạ khóc suốt ở à các bạn, em cũng muốn đi vào trong bệnh viện để mà coi tình hình Nhưng mà cô chú không cho Kêu là có mẹ ở đó rồi vì của mày Bây giờ là phải túc trượt bên linh của bà Để mà quỳ lại trả lễ thay cho ba mày đi Nhưng lúc vắng khách nha các bạn Thương người yêu của mình chứ Cho nên là Dũng có kéo Hạ đứng dậy Đi ra sau nhà Hạ lúc này như là vỡ oà luôn Giống như là mình chịu được những cái oan khuất Bị chèn ép Nỗi nhớ thương ba òa wow, ra các bạn ôm dụng khóc như là một đứa con nít khóc mà nức nở thiếu điều á là kiểu kìm không có được luôn hạ kêu là em lo cho ba lắm ba đang nằm viện chưa biết ra làm sao nhưng bây giờ em không thể nào rời khỏi đây được và thấy là người yêu mình cứ kiểu hất nức 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 lên vậy đó xong rồi em dũng em cũng có Ôm bạn ha Xong rồi cũng kêu là Thôi em ngồi xuống để anh xoa xoa cái đầu gối cho Vì quỳ suốt má ơi Thiệt quỳ nửa tiếng ngồi thiền thôi á Mà mình đã đau muốn chết rồi Còn đây quỳ trả lễ Ngày này qua ngày nọ Hỏi sao mà hả Hai cái đầu gối chắc là đem luyện ngoài dục luôn á Xong rồi cuối cùng nha Dũng có đi ra nói với bé Xuân Là cái người em cùng cha khác mẹ đó Kêu là em ơi em vào đó Em quỳ thay chị Hạ đi Tại vì em cũng là con của chú mà Vào quỳ thay chị đi em chứ giờ chị mệt quá rồi Để chị nằm ở trong kia nghỉ Thì con bé này nó cũng nghe lời các bạn Nó cũng đi vào trong mà ha Rồi nó cũng ngồi nó quỳ vậy đó Cứ kêu là nó làm mà Xong lúc mà Dũng với lại Hạ Đưa vào trong phòng của Dũng đưa Hạ vào trong phòng của bà nội lúc còn sống đó để cho Hạ trong đó nằm nghỉ một chút xíu Kêu là thôi giờ em cố gắng em chợp mắt Em ngủ tầm khoảng 20-30 phút gì đi Cũng được Anh ngồi anh canh cho Nếu mà cô chú nào gọi đó Thì anh sẽ đánh thức em dậy Chứ em thức hoài là là hồi là em xỉu ngay Tại đây là không có được đâu em Và lúc này các bạn Có một người nha Em Dũng kêu có một người đàn ông Ông này ông mặc đồ tan bước vào trong phòng Thì Hạ nói á Đây là chú xấu Là cái người mà bị thiểu năng trí tuệ đó nhưng mà chú chú hiền lắm các bạn chú bước vào trong phòng á chú nhìn thấy hai người này đang nằm trên cái giường của bà nội thì chú mới kêu á là chị năm đi ra đi giường của mẹ tuấn mà chú này tên là chú tuấn ha các bạn thì lúc mà nghe xong á em dũng em bất ngờ không biết ủa sao chị năm ở đây có ai đâu mà vai vế mà sao kêu chị năm thì em hỏi lại là ủa em ơi chú nói chị năm là ai vậy thì hạ giải thích đó là ba của hạ là thứ năm chị năm trong cái câu mà chú sáu vừa gọi ý ám chỉ là mẹ ruột của em hạ này nè bởi vì ngày xưa mẹ của Hạ rất là thương và đối xử tốt với chú Nên là chú hay quấn mẹ của Hạ lắm Và do Hạ lớn lên nhìn giống mẹ Nên là chú hay gọi Hạ là chị Năm Và chú Sáu thì gọi cái người vợ sau của ba Hạ đó Là bằng tên thật nha Chứ không phải gọi bằng chị Năm đâu và khi này Biết được câu chuyện như thế nào rồi Thì em Dũng mới nói với chú Sáu Hy vọng là chú sẽ hiểu ha Là chú Sáu ơi Hạ mệt lắm rồi Cho Hạ nằm ở đây chút xíu được không Thì chú Sáu dãy nảy lên các bạn Và cái câu sau đó chú nói đó Làm cho cả Hạ với lại cả em Dũng Dựng hết cả tóc gáy lên luôn các bạn Chú kêu Chị nằm như vậy lớn mẹ của Nam rồi chị Năm Mẹ của Nam phải xuống dưới gầm giường Năm kia chị Năm ơi Khi mà nghe được câu đó biết là có thể chú này chỉ nói nhảm thôi nhưng mà da gà da vịt của hai đứa nổi hết cả lên và cái loại giường này vẫn là cái loại giường trong bệnh viện được cô Tư mua về cho bà nằm trong những cái ngày cuối đời ha. Giường này thì gầm rất là cao nếu có người nằm ở dưới gầm giường á rất là dễ nhìn thấy các bạn. Và không biết ai khiến ai hành mà em Dũng này nè, nghe chú sáu nói là mẹ của Nam ý chỉ là bà nội nha, phải nằm ở dưới gầm giường kia chị Năm thì em lại thò cái đầu của mình ra tại lúc mà em nằm ở trên giường đó, thì em đâu thấy được cái dưới có gì mà em cũng không nhìn được cái phần lò ra bên ngoài của, của của cái nền gạch nữa khi nghe câu đó xong em bắt đầu em tiến ra ngoài các bạn em ngóc cái đầu của em ra ngoài để em nhìn xuống dưới em chưa cần nhìn sâu vào dưới gầm giường đâu nha nhưng lập tức em nhìn thấy là từ bên dưới gầm giường đó có một cái mái tóc rất là dài lò ra bên ngoài luôn các bạn khi này nè, nhìn thấy cảnh tượng đó chắc chắn là ở bên dưới gầm giường, phải có người đang nằm rồi thì mới lòi cái mái tóc ra bên ngoài như vậy được chứ. Nhưng ai điên mà lại chui xuống dưới nằm bao giờ. Nhìn thấy xong, em này em điếng người luôn, em lập tức em quay qua em nói với hạ đó. Thôi nếu mà chú Sáu nói vậy thì mình ra ngoài thôi em ơi chứ nằm đây à, chi nữa mất công mà chú làm lớn lên là có chuyện ha Em không nói về cái gì mà em nhìn thấy cho Hạ nghe Em không nói nha các bạn bị là sợ làm cho Hạ kiểu lo lắng đó Một mặt em kéo Hạ đi ra ngoài Và lúc tới cửa phòng rồi em có ngoái đầu nhìn lại ngay chỗ gầm giường á Không thấy cái mớ tóc ban nãy đâu nữa Và dưới gầm giường tất nhiên không có ai Ngay sau đó Dũng kéo Hạ ra nhà trước ngồi Chỗ mà mấy ông chú đang tụ tập nhậu nhẹt á Em có kêu là thôi giờ anh chở Em đi ra ngoài quán ăn xíu mình quay lại nha Hạ Chứ nhìn em vậy á, Anh sót lắm Nhưng mà Hạ không chịu Sợ là mình đi có chuyện gì xảy ra Và thấy hai đứa này đang ngồi nói chuyện qua lại đó Thì ông chú Bảy của Hạ đi tới Sao ông nói một câu này là các bạn ông kêu á Con quỷ nhỏ này mày ghê quá ha. Đám của bà mày mà mày dám dẫn bồ tới hú hí Ở trong buồn nãy giờ hả Nghe câu đó Hạ thì im lặng do em nhịn quen rồi Nhưng bản thân của Dũng thì rất là tức Bị là những cái câu chuyện em chứng kiến suốt từ nãy đến giờ đó Và em nghe cái người chị họ của Hạ nói là em này phải cực khổ như thế nào Em đã tức sẵn rồi Xong bây giờ nghe cái câu nói đó cộng thêm một câu chuyện từ ngày xưa Dũng nó từng nghe Hạ kể là lúc còn nhỏ Chính Hạ đã bị ông chú Bảy của mình lạm dụng mấy lần rồi Nhưng mà khi nói với người mẹ sau á thì mẹ sau không tin đâu Còn la hạ là thôi con đừng nói bậy bạ Tới tai ba con á thì con nhừ đòn nha Con đừng nói vậy nha Kiểu là cái người mẹ sau của hạ nghĩ là Cái chuyện này nó rất là khó tin và Thật ra là nó cũng có nhiều những cái yếu tố lắm các bạn Cho nên là dẫn tới câu chuyện là Em hạ này em Em kể với Dũng là Em đã từng bị cái ông chú Bảy này lạm dụng như vậy Nghe ông đó nói xong á Ngay tại thời điểm đó Trời đất ơi em Dũng tức lắm các bạn Em mới nói thẳng với ông chú Bảy đó con thấy chú á với lại đám đàn ông ở trong nhà này nè Hành xử không ra gì hết trơn Nhậu nhẹ cười đùa trong đám của bà Đám của mẹ mình không có tôn trọng người chết thì thôi đi Trong khi ba của Hạ đó Cũng là anh em của mấy người đó Đang nằm ở trong bệnh viện nguy kịch Chưa biết sống chết như thế nào kìa Mà sao mấy người ngồi đây ăn uống cười đùa vui quá vậy và trong lúc em Dũng với lại ông chú Bảy đang xô xát với nhau, mọi người bu lại coi. Em hạ cố can Dũng ra, nhưng mà ba máu sáu cơn tao nổ khí xung thiên máu, máu liều ta nhiều hơn máu não rồi chửi luôn các bạn gọi chửi thì hơi quá đáng nhưng thật ra là em nói cho nó đỡ cương tức đó nói quá trời nói cãi quá trời cãi và thậm chí là còn có cả xô xát với nhau và những cái người xung quanh thấy sao không được rồi ông chú bảy dù sao là ông cũng gọi là hơi lớn lớn á làm sao mà bằng thanh niên được năm đó là kiểu dũng mới có 24, 25 mà khỏe gần chết luôn ông kia solo một một làm sao mà lại được cho nên mọi người quyết định là sẽ can ra không một hồi á, là máu đổ thành sông mà thay người gục ngã liền Chạy vào can ra nha Và đang trong cái cơn hỗn loạn chưa gọi là dẹp loạn được đó Thì ở trong nhà con bé Xuân em của Hạ Nó la lên một tiếng kiểu là nó la thất thanh luôn Mọi người quay qua không biết tại làm sao mà lại có một cái nhiễu loạn ở bên kia nữa Thì lúc nhìn vào cái chỗ để quan tài các bạn cái bát ngang để trước quan tài của bà nội hạ nó bốc cháy phừng phực phừng phực phừng phực luôn thấy cảnh tượng đó ai cũng hoảng hết trơn và dũng nghe những cái người cô của hạ ré lên luôn các bạn phải dùng từ là ré lên luôn đó là chết rồi tôi bay làm loạn trong đám ma tụi bay chọc tức bà rồi kia và tiếp theo tất cả mọi người chứng kiến một cái cảnh tượng nữa nha là di ảnh của bà nội đang đặt phía trước quan tài đột ngột đổ xuống một cái đùng luôn khỏi phải nói đang hỗn loạn gọi là đang sáp lá cà ngoài kia dữ dội như nào chứng kiến hai cảnh tượng đó mọi người chuẩn là hết im hết không một ai dám lớn tiếng và bản thân của dũng cũng hoảng lắm các bạn tại vì em nghĩ là do em gây nhau với lại chú bảy đó làm náo động đám tang nên là bà nội của hạ nổi giận thiệt Em là coi như là bị xịt keo đó Cứng ngắt luôn không biết phản ứng như thế nào Thì Hạ kéo Dũng ra khỏi cửa Liên tục kêu là em về đi Anh ở đây là chỉ gây rối thêm thôi Anh về đi Nghe câu đó là đen hoảng Nhưng mà em Dũng em cũng tức lắm tức hạ lắm tại vì rõ ràng là mình đang muốn bảo vệ người yêu cho nên mới gây gỗ với người cha kia vậy mà bây giờ lại nói là mình ở đây còn gây rối thêm nữa nghe vậy là đàn ông kiểm diện tự ái cũng quê đó phần vì cũng sợ trước cái chuyện vừa rồi nên là em dắt xe đi trước để mà tránh ở lại thì cũng không đâu giúp ích được gì nữa đâu thậm chí là nhiều khi một hồi còn xô xát mắt công có chuyện lớn nữa tan tành cái đám tang luôn nên là em thôi đi trước cho nó chắc ăn và lúc về tới nhà Em nghĩ lại câu chuyện là cái bát nhang nó bốc cháy, cái bát hương bốc cháy các bạn rồi di ảnh của bà nội hạ bị rớt xuống. Em Dũng em rất là sợ luôn và em có suy luận có khi nào là cái ông chú Tuấn đó ông nói thiệt không? Tức là khi mà em với lại hạ vào trong phòng của bà nội, thực sự là hồn ma của bà nội đang nằm dưới gầm giường và mớ tóc em nhìn thấy á chắc không phải là do nhìn nhầm đâu mà em thấy ma thiệt các bạn và bản thân của dũng vì chuyện này mà em cũng sợ không có dám tắt đèn khi mà đi ngủ ha Bà cứ án binh bất động ở nhà nhắn tin qua lại thôi mấy ngày sau khi mà hạ đi làm lại em thấy là sắc mặt của hạ xanh xao rầu rĩ lắm hai em này làm chung ha em có hỏi chuyện là ừ giờ sao rồi em ơi ở nhà sao em ổn chưa rồi ba sao rồi có thông tin gì chưa thì hạ có kêu ba qua cơn nguy kịch rồi nhưng mà ba bị nặng lắm đa chấn thương nên phải nằm một chỗ trong mấy tháng tới. Rồi Hạ có kể cho em Dũng này nghe một cái câu chuyện kinh hoàng sau cái hôm đám tang khi mà em Dũng ra về đó. Lúc cái sự cố bác ngang bốc cháy, cái di ảnh đó đổ xuống á, buổi tối cùng ngày. Chú Bảy nè, cô Tư nè, cô Út nè, ngủ là đều bị bóng đè hết nhà các bạn và điểm chung của họ đều mơ thấy có một người phụ nữ Nhìn không rõ mặt mũi đâu Đen thui từ đầu tới chân Vừa ngoẹo đầu sang một bên Vừa chửi á Người này liên tục nói những cái câu kiểu á Con cháu mất dạy Tao phải dạy tụi bay một bài học Tụi, tụi bay nhớ đời mới được Con cháu được mất dạy Và thậm chí cái ông Bảy á các bạn Ông chú Bảy đó Ông còn thấy là bị cái vong này nè Cầm cái chổi dí đánh nữa Còn cô Tư cô Út Chỉ bị chửi thôi Chứ không có bị dí như là chú Bảy nha Và về phần hạ trong cái thời gian tang lễ. Em không ngủ được. Có ngủ thì cũng dạng là chợp mắt được một vài tiếng thôi. Không mơ mộng gì nổi Trên người coi như kiệt sức. Và dần dà dần dà dần dà những cái giấc mơ xong rồi những cái việc mà bị bóng đè như vậy đó cộng thêm cái hành động là cái 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 hiện tượng là cái di ảnh cũng như là cái bát nhang bốc cháy. Mọi người biết rồi là bà nội hiện về bà chửi bà đó là bà chửi bà tức con cháu chứ ông ai hết và báo mộng như vậy thôi nhưng còn chuyện tại sao mà bà nội cứ ngoẹo cái đầu sang một bên như vậy nè các bạn cái hồn ma mọi người nhìn thấy tại sao lại ngoẹo đầu sang bên á không ai giải thích được hết trơn nó rất là kỳ quặc và trong thời điểm đó ông bảy chú bảy đó ổng bị đè suốt hai đêm ổng sợ quá rồi Ông coi như là thôi giờ hết rồi, sợ quá rồi, chịu không nổi rồi. Ông có quỳ trước cái quan tài á dập đầu xin lỗi mẹ của mình, xin á là mẹ ơi mẹ đừng có về dọa con trong mơ nữa mẹ ơi, nhưng thậm chí là sau khi mà đem bà nội đi thiêu nha. Chú bảy vẫn bị đè mà càng ngày vong hiện ra trong mơ càng dữ hơn trước. Mấy lần đầu á là ông chỉ bị kiểu chửi rủa thôi, chỉ bị dí đánh thôi, nhưng mà sau là còn dọa bắt hồn của ông này đi. Khỏi phải nói tới đây là chú bảy chú sợ quá trời sợ rồi các bạn và mọi chuyện cứ như vậy trôi qua cho đến cái đám thức đầu tiên của bà nội á con cháu cũng tụ hợp lại về vẫn tiếp tục ăn nhậu và cúng cơm thì cúng mặn nha các bạn thật ra cái điểm này đó Đa số có lẽ là người ta sẽ không có biết là trong đám tang đặc biệt là những người không phải là theo bên đạo Phật á thì họ sẽ cúng mặn như là một cái hồi trước đến giờ thôi, cũng rất là ít người cúng chay, nhưng mà lý do gia đình này cúng mặn không phải là do họ không biết đâu mà là cúng mặn để tiện làm mồi nhậu cho mấy ông nội kia luôn thì khi này nè em dũng có nói với hạ là bây giờ để anh qua anh thắp cho bà nội nén nhang cũng như để xin lỗi bà vì đã gây nhau với chú bảy hôm đám tang làm náo động tới cái vong linh của bà và khi mà dũng tới á em thấy là có rất là nhiều người bu trước cửa nhà của hạ và đang bàn tán xôn xao cái gì đó và ở bên trong thì nghe thấy tiếng la hét kiểu như là đánh nhau vậy thì em có hỏi một cô hàng xóm đứng coi là ủa chuyện gì xảy ra trước nhà bà nội của hạ vậy thì cô có trả lời trời cô biết không Thằng con bị tửng của nhà này nè Tự nhiên cái nó lên cơn Hay là nó bị vong nhập gì đó Mà nãy nó cầm ra nó đòi chém thằng anh nó đó con Nghe tại đây Em Dũng em sốc lắm Em xông vào em tìm người yêu Tại vì sợ là Hạ gặp nguy hiểm Và trong đám đông nhốn nháo Dũng thấy Hạ với làng bé Xuân đứng một góc Tay bấu vào nhau Nhìn là biết đang hoảng dữ lắm rồi Em mới chạy lại em hỏi là có chuyện gì Thì Hạ kể là nãy tự nhiên Anh ơi chú Sáu chú cầm dao xông Từ nhà bếp lên trên đây nè Tay cầm dao còn đầu thì ngoẹo sang một bên Liên tục chửi là con cháu mất dậy Cúng thất mà cúng mặn Bộ muốn thêm nghiệp cho người chết hay làm sao Và diễn tả lại cái gương mặt của chú Sáu lúc đó Sợ lắm các bạn Chú Sáu bình thường đầu óc chỉ như đương nít thôi Nên không thể nào chú biết được mấy chuyện cúng chay, cúng mặn Rồi nghiệp báo này kia Không thể nào chú biết được Nhưng bây giờ cầm con dao chỉ thẳng mặt những cái người trong nhà Và còn nói như vậy nữa Trước tình hình đó chắc chắn là chú này chú bị nhập rồi nhưng mà cũng 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 không phải biết là làm cái gì bây giờ mọi người kiểu rất là lính quýnh luôn nhìn kiểu lóng nga lóng ngóng hết trơn nên cuối cùng những cái người đàn ông á hợp sức lại để mà khống chế chú xấu nha trói hai cái tay của chú vào sau lưng và đẩy vào trong cái căn phòng của bà nội bình thường mà lúc bà hay sống bà ở đó nhốt vào trong đó và hạ chỉ qua cánh cửa phòng bà nội lúc này á đang vang lên cái tiếng cọp 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 không biết đó là cái tiếng gì cho nên mọi người rất là tò mò luôn Ở trong phòng của bà thì có một cái cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài sân Mọi người mới vòng từ trong nhà đi qua bên hông Nhìn vào trong cái cửa sổ đứng từ ngoài sân nhìn vô đó Để coi có cái chuyện gì đang xảy ra Và Dũng cũng chen vào coi thử Thì em thấy cảnh tượng nó rộn da gà lắm các bạn Em kể là là chú Sáu á Hai tay bị trói ngược ra phía sau rồi Nhưng cái đầu của chú nha Đang đập cộp 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 vào trong cánh cửa miệng của chúa thì lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm nói cái gì đó mọi người nghe không có được và ngay trong đầu của dũng á em nhìn thấy là em nghĩ như mọi người liền chắc chắn là bà nội của hạ đã nhập vào trong con trai của mình để mà chửi những cái người kia tại sao lại dám cúng xong rồi kiểu mất dạy với bà như vậy trước tình cảnh đó gia đình họp bàn với nhau để tìm thầy về giải quyết nhưng mà xui rủi sao? Cái ông thầy người hoa ngày xưa, tức là lúc trước đó giúp cô út đuổi vong cái vong từ trong bệnh viện á, đi ra khỏi nhà thì ông vừa đi Mỹ định cư hồi tháng trước. Nói qua nói lại nói tới nói lui thì hạ mới nhớ ra cái ông thầy ngày xưa là mẹ sau của mình á có dắt hạ đi coi nhưng mà hạ không biết cách liên lạc với ổng. hỏi mẹ sau á thì cô nói là. Trời ơi, ông thầy đó ổng mất trong cái đợt Covid hồi năm 2021 rồi Chuyện này chắc chắn là không có duyên các bạn Không thể nào mà cả hai ông thầy đều không nhờ tới được Tự nhiên trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì em Dũng em nhớ ra một thông tin là má của em Dũng nha, có một bà bạn có căn sau hình như là có theo nghiệp hầu đồng ở bên đạo mẫu em không nhớ rõ ràng là căn cô nào nữa nên là em Dũng lập tức gọi điện cho má em dưới quê quê Dũng là dưới Kiên Giang ha thì má nói là má có số điện thoại nhưng mà lâu không liên lạc không biết là cái người đó còn xài cái số này không may mắn các bạn làm sao mà gọi được cho cái bà thầy đó Bà này theo như Dũng kể là nổi tiếng ở dưới Kiên Giang lắm nha Nói tên ra là biết liền à Cho nên là em Dũng xin phép là được giấu tên Và bà này cũng không phải là ai nhờ cũng nhận đâu Kiểu là coi là có cái duyên số á Thì mới nhận nha Và may mắn trời thương một điểm nữa các bạn Giống như là kiểu bề trên là sắp xếp Vũ trụ là kiểu sắp xếp mọi thứ hết trơn rồi ngay tại cái thời điểm mà mẹ của Dũng gọi điện được cho cái bà thầy bói kia Thì cũng vừa lúc bà thầy bà đang đi lên thăm con gái của mình trên Sài Gòn và đang ở ngay bên quận 5 luôn. Nghe được tin này, Hạ với lại cả nhà rất là mừng và quyết định là sẽ ngay ngày hôm sau luôn. Em Dũng nè, em Hạ cùng với lại cô Tư của Hạ đó sẽ tìm tới nhà con gái của bà thầy mời bà về để trục vong bà nội ra khỏi xác của chú Sáu trong cái lúc chờ đợi các bạn mọi người liên tục gọi là thắp nhang khấn vái hy vọng là bà nội á sẽ nguôi giận hy vọng là mẹ và bà của mình sẽ nguôi giận đi vì chú xấu càng ngày chú càng phản ứng nó dữ dội hơn và lúc mà tới ngày hẹn ha qua tới nhà con gái của bà thầy rồi vừa vào trong thôi nhìn thấy hạ đó bà thầy kêu lại ngồi xuống đi con hành động tiếp theo là bà thầy dùng tay xoa đầu của em hạ này câu đầu tiên bà hỏi liền luôn nói ta nghe Mẹ của con mất lâu chưa? Khi này nè, em Hạ tưởng là Dũng đã nói với thầy chuyện đó rồi Cho nên là có quay qua để nhìn Dũng Nhưng mà em lắc đầu, em ý em ra hiểu là em chưa hề nói bất kỳ một cái gì hết Và thấy là hai đứa bối rối như vậy đó Nên là bà thầy kia, bà mới cười cười xong rồi bà kêu là hai đứa ngồi xuống đi không phải cái người này có kể gì cho cho bà nghe đâu Mà bà biết rồi Tại vì bà thấy đó Là mẹ của con á, vẫn đi theo con Và đang đứng ở ngoài cửa kia kẹp Chính bản thân của Dũng cũng sốc khi mà nghe thầy nói là mẹ của Hạ vẫn còn đi theo Hạ ha Tại vì bản thân hai đứa đều nghĩ là mẹ siêu thoát rồi Từ sau cái sự kiện mà Nguyễn có nói đầu video Năm mà Hạ bị sốt lúc 19 tuổi tới cái thời điểm mà gặp cái câu chuyện này là năm 6 năm trời Hạ chưa từng một lần thấy linh hồn của mẹ mình hiện về thêm bất kỳ một lần nào nữa Bây giờ nghe thầy nói là mẹ vẫn đi theo Hạ bất ngờ lắm và Dũng có quay sang nhìn thì thấy là hạ khóc các bạn giống như cái này nó là cái nỗi đau á nó nằm yên ở trong trái tim chỉ cần đụng một tí thôi là nó lại khơi lại rất là thương mẹ của mình tưởng là đi rồi nhưng mà vẫn theo mình để mà lo lắng tuy nhiên thì người thầy có nói với lại em hạ này một câu trấn an em ha kia là con không cần phải lo lắng cái gì hết á khi nào đúng ngày đúng giờ tới thời tới khắc thì mẹ con sẽ tự đi thôi con đừng có nghĩ về chuyện đó nữa Không phải là mẹ con kiểu nặng lòng cái gì đâu Nhưng mà chưa có tới ngày tới giờ thôi con Và sau khi bà thầy nghe chuyện chú Sáu bị vong nhập như vậy đó Và gia đình cũng kể đại khái là Ừ giờ bà nội nhập vào chú Sáu mẹ vừa mất Là hôm qua là vừa mới thức đầu tiên Cái kiểu Thì bà thầy hỏi lại một câu liền luôn Con có chắc là bà nội của con nhập vào chú con không? nghe tới câu này nè mọi người quay qua nhìn nhau thực sự là mọi người chỉ đoán thôi chứ không có dám chắc chắn là vong hồn của ai nhưng mà giờ trong nhà chỉ có vong của bà nội nhập vào thôi chứ ai đâu thì cô tư mới trả lời là dạ thì má con vừa mất dậy vậy đó thì vong nhập vào chú sáu cái người em của con nè sao mày liên tục mắng chửi con cháu trong nhà mất dậy y chang cách mà hồi đó mẹ con còn sống cũng hay chửi con cháu vậy đó nếu không phải bà nội thì là vong của ai giờ hả thầy người thầy đó ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra một cái tờ danh sách kêu là gia đình của em hạ này nè chuẩn bị cho thầy một số cái đồ lễ này đi ngày mai á thầy tới nhà để mà thầy giải quyết cho xong xuôi cảm ơn thầy ra về ha và cái ngày hôm tiếp á em dũng không có được tham gia buổi lễ do bản thân em là người ngoài không phải là người trong gia đình và em được nghe kể lại câu chuyện từ em hạ như sau Hạ kể là thầy đến chưa trục vong gì hết trơn Bà thầy nha bước vô nhà rất là bình thản Rất là chậm rãi luôn Chưa có trục vong viết gì hết trơn á Bà kêu Bây giờ á cái người bị nhập ở đâu Đưa ra cho bà coi Vừa dứt câu đó là chú Sáu ở trong phòng Các bạn chú đã hét chú la lên quá trời luôn Chú đuổi bà này ra khỏi nhà Đuổi nó ra Đuổi nó ra ta không muốn gặp nó Đuổi nó ra Nói chung làm cũng dữ dội lắm các bạn nhưng bà thầy á giống kiểu cao tay bà lại bà nói chuyện về cái vong quạt lớp cửa ha ta không có hại ngươi đâu bây giờ ngươi đi ra đây đi nếu mà chịu hợp tác nói ra đó vong là ai nè vì sao lại nhập vào trong xác này thì thầy sẽ giúp vong nha nghe lời thầy đi ra ngoài đừng có la hét nữa và khuyên nhủ một hồi các bạn giống như là cái người này người ta từ bi á vậy nên là cái lời nói của người ta có một cái sức xoa dịu cho nên là vong hồn trong người của chú sáu các bạn không la hét gì nữa và mọi người mới mở cửa để mà đưa chú sáu đi ra bên ngoài ngồi nói chuyện với bà thầy và bà thầy á hỏi hai ba câu thôi vong là ai tại sao lại nhập vào trong xác của cái người này có biết làm như vậy á là người ta sẽ mệt lắm không là ai nói đi thầy giúp được là thầy giúp liền cho Thì ngay khi Vong này nói chuyện kể ra sự thật các bạn Tất cả mọi người trong gia đình ngã ngửa ra hết Phần á, thì tưởng là bà nội nhập và riêng cô Út nha Cái lần mà cổ chăm bà nội hấp hối ở trong bệnh viện đó các bạn Cô bị một cái vong của người đàn bà ngoẹo cổ Nên là khi mà mọi người kể là bị như vậy Và thấy cái 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 hình dáng của chú Sáu Cô vẫn nghĩ là cái vong ở trong bệnh viện Đi theo tới đây Xong rồi nhập vào trong xác của chú Sáu Nhưng thật ra không phải Vong này khai ra đó Cũng là một người phụ nữ Nhưng mà là em gái đã mất của bà nội ha Và mọi người thì sẽ gọi là bà cô Út á Bà cô Út do buồn việc chồng ngoại tình nên là ngày xưa bà có treo cổ tự sát các bạn nhưng mà khi bà chết á các cô các chú của hạ vẫn còn rất là nhỏ nên là nhất thời không nghĩ tới bà cô út đâu mà chỉ nghĩ là vong hồn nhập vào chú sáu là bà nội thôi và khi mà nghe nói như vậy mọi người nhận ra cái chi tiết kỳ lạ là cái những người nào mà nhìn thấy bị nằm mơ thấy bị mắng bị chửi á hoặc là thấy chú sáu bị nhập á cái cổ đều ngoẹo ra như vậy nè thì vong có giải thích là ngày xưa bà cô Út chết vì treo cổ nhưng không chết vì dây xiết cổ như những người khác mà bà chết do là bị gãy cổ nha. Bà treo cái dây ở trên lan can, thí dụ như là ngay chỗ tầng 1 phải không thì bà sẽ treo cái dây ngay chỗ lan can tầng 1, bà đứng ở trên cái hiên đó. Xong rồi bà nhảy từ cái ban công nhảy xuống và cái chấn thương đầu tiên là bà bị gãy cổ, chết ngay lập tức chứ chưa kịp đợi là thắt cổ nó bị xiết hết hơi đâu chính vì vậy cho nên là mỗi lần ai nhìn thấy bà hoặc là bà nhập vào xác của ai ấy, là cái cổ của bà sẽ tự động ngoẹo qua một bên như vậy nè khi mà biết chuyện mọi người xanh chành mặt mũi hết trơn tuy nhiên người thầy thì người ta vẫn rất là điềm tĩnh nha người ta hỏi là sao kể tiếp đi thầy nghe nè thì bà cô út này cũng tội nghiệp lắm các bạn bà cô út kể là sau khi mà bà mất rồi chồng của bà đem xác đi hỏa thiêu ngày xưa thì người ta ít khi thiêu thường là chôn thôi nhưng mà ông chồng thì ông kêu là ông sắp đi mỹ cho nên là thiêu lấy cốt để mà dễ dàng mang bà cô út theo nhưng do thời điểm đó giấy tờ thủ tục mang tro cốt lên máy bay khó khăn nên là chồng của bà cô đem rải tro ra ngoài biển cần giờ á và sau thì đem con cái đi qua mỹ và từ đó không có quay về việt nam nữa và cũng không có làm bất kỳ một cái nghi lễ nào để mà dẫn hồn của bà cô út theo hết và qua bên kia cũng không biết là có thờ cúng gì bà cô út hay là không nhưng mà linh hồn của bà cô út á do là oán hận chồng lắm các bạn nên cũng không muốn đi theo chồng con mà lẫn quẩn quanh trong nhà của bà nội. Kể ra về ngày xưa do là ông bà cố ở trên nữa là mất sớm cho nên là bà nội chính là người một tay thay cha mẹ nuôi dạy các em của bà. Với lại bà cô Út á thì bà nội của hạ không khác gì một cái người mẹ thứ hai hết trơn. Và bà cô nói rằng là bà nương nhờ và gửi cái hồn của mình vào trong cây trứng cá ngay chỗ sân nhà chị gái nè. Và em Dũng cũng không biết tại sao là cây trứng cá nữa Nhưng mà theo lời bà cô Út nói là bà ngữ ở trong đó ha Và rồi khi mà bà nội bệnh á Bà cô Út đi theo bà nội vào trong bệnh viện Và chứng kiến các cháu lớn tiếng hỗn với lại chị của mình như vậy Cho nên bà cô tức giận, bà quở phạt dữ lắm và hù dọa cô út nào và thậm chí là đi theo tới nhà để phá chỉ khi là chồng cô út rước ông thầy người hoa về dán bùa khắp nơi thì bà cô út không còn vào được nữa bà mới chuyển qua cô tư nhưng mà không dám hù dọa nhiều như là cô út vì so với cô út á thì cô tư đối xử nhẹ nhàng hơn với lại bà nội ít la mắng bà hơn nè và thêm một phần nữa bà cô út cũng sợ là nếu như mà hù cô tư theo cách đã làm với cô út á thì chẳng may cô tư cũng sợ bỏ bê bà nội không nuôi bà nữa thì rất là phiền luôn không ai chăm chỉ có hai người duy nhất là em hạ này và mẹ sau của hạ đó khi vào nuôi bà thì không bị bà cô út làm gì hết, do là chăm rất là tử tế, không hề la mắng bà như là các cô, nên là bà cô không hù dọa gì hết, và thậm chí bà cô còn nói là ba của hạ nha, cũng do bà quở nên mới bị tai nạn như vậy, bà kêu là ba của hạ đó bất hiếu quá bà nội thương ba biết giường nào nhớ ba biết giường nào nhưng từ ngày bà nội bệnh thì ba không thăm nom được ngày nào mà còn bắt vợ và con gái của mình làm thay cho đáng lý là bà cô út muốn bắt hồn của ba đi luôn rồi nhưng mà bà thương hạ nha mồ coi mẹ bây giờ mất ba nữa thì tội nên là không bắt chú đi chỉ xô cho té bị tai nạn cho bỏ ghét thôi và tới cái ngày đám tang thấy cái đám con cháu mất bất hiếu này nè Không chút nào thành tâm mà chỉ lo ăn nhậu Đến cái việc trả lễ cũng bắt mỗi hai đứa cháu gái làm thay Bà cô ngứa mắt nên bà quậy cho một trận cho cái đám cháu chắc này sợ nha Nên những sự kiện tâm linh kinh dị xảy ra trong đám tang không phải là bà nội làm như mọi người vẫn tưởng Mà là một tay bà cô làm hết để mà răng dậy đám con cháu Cho tới đỉnh điểm á Thất đầu tiên thấy mấy đứa này cúng mặn bà cô tức quá quyết định dùng biện pháp mạnh là nhập vào chú sáu để mà trừng trị cái đám con cháu này và lý do tại sao nhập vào chú sáu á, thì bà có giải thích là chú sáu thần trí không có được bình thường nhập vào chú thì dễ hơn là những người khác và sau khi nghe Bà cô Út kể ra hết đầu đuôi mọi chuyện rồi Bà thầy có khuyên bà cô Út là bây giờ chọn một trong hai cách đi Một á, là nếu muốn lên chùa thì bà thầy sẽ gửi bà cô Út lên chùa Nghe kinh nghe kệ đợi ngày siêu thoát Hai là theo bà thầy xuống kiên giang học đạo Theo bà hành đạo giúp đời Làm phước cũng chỉ mục đích cuối cùng là được siêu thoát thôi Và nghe xong thì bà cô Út nói lại với người thầy đó là hồi xưa giờ bà chỉ quanh quẩn nhà của người chị mình qua thời gian năm tháng lâu lắm rồi bà cũng nguôi cái nỗi oán giận người chồng và do là bà rất là thương chị gái nên là muốn chờ tới ngày chị gái mất rồi hai chị em đi chung với nhau bây giờ thì bà nội đi rồi bà cô út chỉ muốn nán lại răng dậy đám con cháu vậy thôi bây giờ thấy là cô chú biết sợ nha cô chú của hạ biết sợ biết hối lỗi coi như là xong việc thì bà cũng tính lên chùa để mà mau được đi theo bà nội và tới đây gần như mọi chuyện là sắp xong xuôi rồi Và cái người thầy á quay qua nói với lại cả nhà của em Hạ Là mọi người yên tâm đi Mặc dù là trò cốt không còn Trò cốt của bà cô Út á đã bị rải ra biển rồi Nhưng mà thầy sẽ giúp đưa hồn của bà cô lên trên chùa Nương nhờ kinh kệ chờ ngày được chấm siêu thoát Và cũng khuyên nhủ bà Út mấy câu ha Và cuối cùng linh hồn của bà cô xuất ra trả lại thể xác cho chú Sáu Tới đoạn này Gia đình cảm ơn bà thầy quá trời luôn Thiết Điệp muốn quỳ lại luôn đó các bạn Cũng có gửi tiền cho bà thầy Bao nhiêu thì Dũng không rõ Nhưng bà thầy chỉ lấy gọi là những cái chi phí cơ bản thôi ha Và bản đi một thời gian sau Trong nhà không còn xảy ra bất kỳ vấn đề gì về tâm linh nữa Còn ba của Hạ cũng dần hồi phục Và không biết có phải là do trùng hợp hay không nha các bạn cái vết mây trên đầu của ba hạ từ vị trí tới số mũi mây đều gần giống với vết sẹo trên đầu của hạ trên đầu của hạ có một cái sẹo dài lắm do hồi nhỏ có một lần bị ba đánh chú cầm cái gạt tàn thủy tinh ném trúng đầu của hạ làm cho hạ bị tét đầu chảy máu phải may đúng khoảng hai chục mũi luôn tới đây câu chuyện tâm linh trong gia đình của hạ là coi như tạm xong nha và tới cái sự kiện diễn ra sau đó tầm khoảng vài tháng khi này xảy ra một cái câu chuyện là em với Hạ chia tay. Dũng cũng tự nhận lỗi do mình và bản thân Dũng là người nói chia tay. Dũng không muốn biện minh, em có viết rõ ràng trong email là em không muốn biện minh, có làm sao thì em nói như vậy. Nhưng mà thiệt tình lúc đó em quen Hạ cảm giác rất là khó khăn. Hai đứa thì làm chung công ty như Nguyễn đã nói rồi, khác cái vị trí thôi, luôn thì nó tất nhiên là cũng khác nhau. Tụi em thì làm về IT và lĩnh vực này các bạn nghe thì thường á là nam sẽ trội hơn nữ và bản thân của Dũng cũng tự nhận là em có chút xíu toxic khi mà gọi là em cảm thấy khó chịu á khi mà em nhìn thấy con gái làm trong ngành mà giỏi hơn mình nhất khi đó là người yêu của mình nữa thì càng khó chịu hơn và cái này nó là một cái một cái dạng tâm lý chung của con trai thường là nó sẽ có những cái dạng tâm lý kiểu kiểu giống như này ha Cùng xuất phát điểm như vậy mà Hạ thì càng ngày càng thăng tiến, lương của Hạ thì cao và điều đó làm cho bản thân của Dũng cảm giác là em bị thua thiệt, em tự ti từ ngày mà em quen Hạ. Cái này là nghĩ chưa thông, tuổi trẻ còn chưa có trải sự đời. Và thật ra nói vậy thôi, những cái người mà lớn hơn người ta cũng bị như bình thường mình gặp rất là nhiều vụ rồi. Và nghĩ là cái gia cảnh á, thì cũng thấy chênh lệch nữa. Hạ thì cũng không phải là thiên kim tiểu tư gì, nhưng mà gia đình cũng khá giả hơn là gia đình của của dũng á và đỉnh điểm là khi dũng không có tiền gửi về quê cho má để trả nợ thì hạ đề nghị là cho dũng mượn và cảm giác là lòng tự trọng của mình bị động chạm á nên là sau đó dũng đã đưa ra một quyết định mà em nghĩ là mình rất là ích kỷ và rất là bồng bột luôn đó chính là nói chia tay hạ mặc dù dũng biết là hạ có tiền sử là bị bệnh trầm cảm từng cố tự sát hai lần nhưng mà sau khi tiếp nhận trị liệu thì hạ đỡ hơn đã ngưng thuốc và không còn dấu hiệu trầm cảm cũng rất là lâu rồi hơn nữa lúc mà dũng nói chia tay hạ cũng vui vẻ thôi cũng ok đồng ý và câu chuyện mà nguyễn chuẩn bị kể chi tiết sau đây mình nghĩ là dù cho bất kỳ một cái giới tính bất kỳ một độ tuổi hoặc là một cái vai trò gì trong xã hội á, thì cũng đều nên nghe và chú ý ha sau khi chia tay đó, gặp nhau trong công ty thì hai em vẫn cười nói như bình thường Cho nên là Dũng nghĩ là không có cái vấn đề gì hết trơn á Cho tới một hôm Khi mà Dũng đang ngủ thì em có một cái giấc chim bao Nó kỳ quặc lắm Em nhớ hôm đó là tối thứ bảy cuối tuần em chơi game tới khuya lận 3 giờ sáng mới đi ngủ Trong mơ em thấy rõ ràng là má của em nha Rõ ràng là hình dạng má của em Nhưng mà giọng thì nó khác lắm Em kể lại cái giấc chim bao đó Má của em mặc buồn nè à, Kiểu giống như là sắp khóc tới nơi mà kỳ lạ Má em bình thường kêu là má kêu con Hoặc là má kêu là mày á Má nói cho mày nghe, má nói con nghe các kiểu Nhưng trong cái giấc chim bao đó Má lại kêu á là con Xưng hô á là cô Giống như một cái người lạ vậy đó các bạn Cái hình dạng đó liên tục nói với Dũng á Là cứu em đi con Cứu em đi con Cứu con bé đi con Em không hiểu là người này nói cái gì hết Thì em liên tục hỏi lại là má nói cứu ai Con bé nào Thì cái người đó nói lại là bây giờ cô không đủ khả năng để cứu con bé được Cô không biết làm sao hết Chỉ biết nhờ con thôi Con ơi con cứu em giúp cô đi con Nghe tới câu này đột nhiên Em Dũng em giật mình em tỉnh dậy liền nha Lúc đó trời mới hừng sáng thôi Em nhìn lên thì mới khoảng tầm 5 giờ mấy gần 5 rưỡi à và cái giấc mơ này rất là kỳ lạ Bình thường em ngủ trời sập em cũng không dậy nữa Đằng này mới ngủ có chút xíu Tự nhiên em lại thức Linh tính có chuyện không lành rồi Lập tức em gọi điện về cho má của mình dưới quê Để hỏi coi là nhà có chuyện gì không Thì má của em kêu là làm gì có chuyện gì đâu Sáng sớm mà mày hỏi tào lao gì vậy Khi mà cúp máy Người tiếp theo em nghĩ tới Là Hạ, là người yêu của mình nha Vì cái giọng má của em ở trong cái giấc mơ á, Nghe nó tựa 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 Giống như là giọng của Hạ vậy trong lòng em rất là lo lắng Em cực kỳ khó chịu luôn Nên là em lấy điện thoại em gọi liền cho Hạ Nhưng mà thuê bao không liên lạc được Trời ơi bây giờ em rất là hoảng rồi Thôi chết cha Em nghĩ là có thể là vong hồn của người linh hồn Của người mẹ ruột của Hạ đó Mượn hình ảnh của má em xuất hiện trong giấc mơ Để nhờ em cứu Hạ hay không Người yêu của mình có cái chuyện gì Lập tức em nhảy số trong đầu quyết định sát xe Chạy thẳng qua nhà của Hạ để mà kiểm tra Vì có thể là Hạ nghĩ quẩn rồi Hạ thì sống trong một căn hộ mini ở đây có hai cổng nha cổng rào thì cần có thể từ mới vào được nhưng mà kiểu kiểu là em quen mà cái người bảo vệ quá rồi nên là cái người đó mở cửa cho em vào ngay tới bên trong tới trước cửa phòng của hạ em bấm chuông nhưng không thấy hạ mở cửa bản thân em thì em biết cái mật khẩu lúc hai đứa còn quen nhau á hạ tin tưởng là cũng đôi lúc cũng hay nhờ em này về nhà lấy đồ giúp nên mật khẩu em nắm trong lòng bàn tay và nó còn là ngày kỷ niệm yêu nhau của hai đứa sau khi mà kết thúc rồi đó không biết là hạ có đổi mật khẩu chưa nhưng tình thế quá cấp bách em liều em nhập thử luôn các bạn cửa mở được em chạy thẳng vào trong thì phòng của hạ có một cái gác em thấy trên đó là treo toàn ten một cái sợi dây điện rồi nha đã thắt thành cái tròn thòng lỏng luôn rồi các bạn còn hạ đó nằm ở dưới sàn bên cạnh là mấy lon bia mùi bia mùi rượu nó sọc lên nồng nặc Khỏi phải nói rồi tim Dũng như muốn thắt lại luôn Em đứng im tầm mấy giây á Sau đó là chạy lại để mà lấy người yêu của mình Hạ mở mắt ra Thấy em Giống như kiểu là Hạ không bất ngờ gì hết trơn á Và chỉ nói với Dũng đúng một câu thôi Là cứu em anh ơi Em lại muốn chết nữa rồi Và sau đó là bật khóc nức nở luôn dũng ôm chặt người yêu của mình vào trong lòng nhìn xung quanh em đánh giá tình hình là biết người yêu của mình lại lên cái cơn trầm cảm á các bạn chứ hoàn toàn là chưa có uống quá liều thuốc ngủ hoặc là cái gì hết trơn chỉ đang lên cơn như vậy thôi và lúc đó dũng cũng không nói gì hết chỉ biết là ôm chặt người yêu của mình vào trong lòng và tại vì bản thân á Dũng cũng nghe cái 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 hành trình mà mà ngày xưa người yêu của mình chống lại trầm cảm như thế nào, phải uống thuốc và tiếp nhận điều trị như thế nào và đối với những cái người á, người ta đang trầm cảm như vậy, các bạn người ta chỉ đang muốn kết thúc cái sinh mạng của người ta kết thúc cái kiếp sống này thôi đó chỉ cần một cái ôm thật chặt như vậy thôi đúng với cái câu mà người ta hay nói tất cả thế giới thu lại bé đúng bằng cái vòng tay ôm ấp người ta để cho em hạ này nè em cảm giác là em được an ủi em không có bị bỏ rơi và lúc nào á vẫn có người ở bên cạnh của em và may mắn một cái là nó còn xảy ra kịp thời như vậy biết đâu chỉ cần đến trễ chút xíu thôi á những cái chuyện không may đã có thể xảy ra rồi và sau khi mà ổn định tinh thần lại cho hạ ha hai đứa ôm nhau hoàn toàn không nói bất kỳ câu nào nha các bạn và dũng cũng không có kể cho hạ nghe chuyện là chính mẹ của hạ đã báo mộng cho em để mà nhờ em qua đây cứu hạ và em kêu là nếu mà hạ nghe được tập này á thì hạ sẽ biết là mẹ cứu mình một lần nữa và thông qua nguyễn nguyễn kể thôi chứ lúc đó em dũng thì em không có muốn nó không biết sao mẹ không muốn nói và khi mà hai đứa đó bình tâm lại và có nói chuyện với nhau thì hạ kêu không phải là do cái chuyện chia tay làm cho Hạ nghĩ quẩn đâu Nhưng mà đó là cái giọt nước tràn ly các bạn Để khiến cho Hạ quay trở lại cái trầm cảm Có nghĩa là việc A, việc B, việc C, việc D, việc E Nó đã đang rất là đầy rồi Nó cộng thêm cái việc F nữa Làm cho em Hạ này em trở lại cái 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 bệnh trầm cảm đó và dũng có nói rõ trong email gửi cho nguyễn nguyễn là ngay thời điểm đó em không hề có một cái suy nghĩ nào là trách cứ hoặc hoặc là đánh giá mà em cảm giác rất là thương người yêu của mình luôn em không hề chê bạn này là tại sao lại dại dột cạn nghĩ mà tìm đến cái chết đâu vì em biết rõ đó nếu như dũng không có mẹ lại còn bị ba bạo hành trong khoảng thời gian rất là dài xong rồi còn bị chú của mình lạm dụng nữa nếu mà em là hạ đó Chắc em cũng ngập lặng trong trầm cảm với những cái suy nghĩ tiêu cực rồi Và sau cái vụ đó Em nhận ra là bản thân của mình Dũng á Sai sót khi mà bỏ rơi bạn trong lúc khó khăn Vì cái lý do nó rất là ích kỷ như vậy Nó cũng hơi kiểu 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 con nít á Cho nên là hai đứa em cũng quay lại với nhau Và em vẫn đồng hành cùng với lại Hạ Trong cái quá trình vượt qua cái bệnh trầm cảm ha và em kể câu chuyện này ra hy vọng là có thể gửi cho mọi người một cái thông điệp tới những ai có người thân bạn bè cũng mắc bệnh trầm cảm là quan tâm tới họ hơn Bị thật sự trầm cảm rất là khó lường Có thể ngoài mặt người ta vui cười như vậy Nhưng mà chỉ qua hôm sau Họ đã chọn cách kết thúc cuộc đời rồi Và các bạn xem á Ở trên mạng không thiếu gì những cái việc như vậy đâu Và nếu hôm đó Nếu mà mẹ của Hạ không báo mộng cho em Dũng biết Nếu em không đến bên bạn lúc đó Thì em không dám tưởng tượng Là liệu người yêu của mình á có treo cổ trên cái thòng lọng đó hay không và liệu bản thân của dũng sau đó là coi như là dành cả một cái khoảng thời gian có thể nói là phần đời còn lại để mà hối hận để mà xin lỗi nhưng không có ai nhận hết á và thật sự qua cái câu chuyện này nha thì, thì 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 mình cũng muốn chia sẻ một xíu là bản thân Như nguyện có tâm sự và mấy clip trước thì bản thân mình cũng đang bị 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 mắc một cái nói chung là cũng nó cũng liên quan tới rối loạn thần kinh à, tức là rối loạn lo và và giống như một số những cái bạn mà cũng bị là rối loạn thần kinh thực vật lúc nào cũng lo sợ và là nó do hoàn toàn là kiểu bị một nói chung có thể gọi là một dạng về bệnh tâm lý đó thì mình cũng có dành thời gian không phải là quá nhiều nhưng mà theo như mình để ý và từ một số những cái cảm xúc cá nhân của mình nữa thì thật ra các bạn thấy có những cái người mà người ta bị trầm cảm các bạn thấy là người ta cười đùa người ta vui vẻ giống như là câu chuyện của em hạ đây nè nhưng chỉ trong một phút giây nào đó thôi cả cái đầu óc của người ta sẽ bị xâm chiếm bởi những cảm xúc nó rất là tiêu cực và người ta cực kỳ nhạy cảm các bạn ví dụ á khi mà người ta đang chia sẻ với các bạn chuyện gì đó đúng không nếu như mà người ta bình thường người ta không có mắc cái bệnh về tâm lý thì các bạn có react như thế nào thì người ta cũng sẽ không có bị quá xúc động đâu nhưng mà khi người ta đã bị một cái tâm lý rồi mà người ta đang chia sẻ với các bạn mà các bạn react lại theo kiểu á có một kiểu hay gì lắm nè trời ơi tao thấy cái chuyện đó có cái gì đâu mà tao thấy cái chuyện nó có làm sao đâu tức là giống như là họ thì họ đang muốn gọi, gọi là tìm một cái sự đồng cảm từ mình. Nhưng mà mình lại cho là chuyện nó có là cái gì đâu. Với những người bình thường thì các bạn có thể nói chuyện theo cái có thể thôi nha, nói chuyện theo cách như vậy được nhưng đối với những người mà người ta mắc một số những cái bệnh về thần kinh như vậy đó thì nói câu đó đó nó giống như là làm cho người ta cảm giác là bị tổn thương rất là nhiều luôn và thực sự những người đó người ta không có muốn cảm xúc của người ta vậy đâu. Thí dụ như nếu mà được lựa chọn đó giống như cuộc đời nếu như có công tắc vậy nè. Hôm nay là quyết định vui hay buồn nha, nhấn cái nút là suốt ngày vui luôn, ai nói gì cũng cười vậy đó. Nếu mà nó quá dễ dàng mà người ta được chọn lựa như vậy thì đâu có ai muốn bị những cái cảm xúc tiêu cực như vậy đâu, đúng không? Rõ ràng. Tại vì người ta không có kiềm chế được bản thân mình và bất kỳ một cái lời gì mà các bạn đùa giỡn trong lúc đó liên quan tới vấn đề sức khỏe, thí dụ như là có người thì sợ về sức khỏe, có người thì sợ về cái này cái kia khi mà nó lên cái cơn người đó tất cả những gì mà các bạn nói á nó sẽ đều làm cho người ta bị phản ứng hơn mức bình thường người ta sẽ bị in cái câu đó vào trong đầu nè người ta sẽ suy nghĩ về cái chuyện đó rất là nhiều và nó dẫn đến cái việc mà từ tinh thần á với lại gọi là mental với lại cái physical này nè là là từ tinh thần với lại cái cơ thể vật lý của mình á nó sẽ tương tác qua lại với nhau ví dụ như là khi mà các bạn kiểu bệnh thì tinh thần các bạn nó sẽ không thoải mái và khi tinh thần các bạn không thoải mái thì cái cơ thể của các bạn á là các bạn sẽ cũng 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 rất là mệt mỏi cho nên là bị về tâm lý nó sẽ tác động toàn bộ cơ, lên toàn bộ cơ thể luôn vì não bộ là nó điều khiển mà cho nên á theo một cái kinh nghiệm của mình trong thời gian cũng lặng ngược và trong một số những cái group này kia đó thì mình nhận ra là đối với những người mà người ta có mắc bệnh về lo âu thì mình nên nói chuyện với họ theo một cái tức là giống như ông bà xưa người ta hay nói đó, trong bất cứ trường hợp nào thì cũng nên là uống lưỡi 7 lần trước khi mà mình nói một cái chuyện gì đó và đặc biệt đối với những người mà bị rối loạn lo âu, nói chung một bệnh nào đó liên quan tới thần kinh á thì là uống lưỡi chắc là phải 14 lần á, phải gấp đôi gấp ba lên để cho nó thật ra là nhiều khi mình cũng giỡn vậy thôi mình không có ý gì hết, nhưng mà đối với những người mà người ta đang bị như vậy thì cái câu giỡn của mình nhiều khi nó gây ra những cái tác hại mà mình sẽ không có biết trước được là 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 là, là nó sẽ như thế nào hết. Huống chi là em hạ em lại đang bị một cái cú sốc một cái đả kích khi mà bị Dũng chia tay là một cái giọt nước tràn ly như vậy. Cho nên là qua câu chuyện này thì cũng hy vọng là đưa ra được một cái góc nhìn mới và cũng như là một cái câu chuyện suýt nữa là xảy ra cái kế kết hỏng đẹp rồi. Như là câu chuyện của Dũng với Hạ để cho quý vị khán giả nghe kênh của Nguyễn Nguyễn á Nếu mà mình mà có bạn bè hoặc người thân mà mắc những cái căn bệnh giống như vậy đó Thì thì mình cũng sẽ biết cách để mà mình quan tâm người ta hơn ha Tại vì những người bị như vậy họ lúc nào cũng lo lắng, họ cũng bất an, họ cũng tiêu cực ở trong người Và họ không có kiểm soát được cái cảm xúc cũng như là cái suy nghĩ của họ Nên đôi khi chỉ cần một cái ôm, chỉ cần một lời nhắn tin, hỏi thăm, một cuộc gọi động viên thôi thì có thể cứu được một mạng người nhiều khi mình nghĩ là nói cho nó đau to búa lớn nhưng thực ra đối với những cái trường hợp như thế này á các bạn, nó chỉ xảy ra trong vỏn vẹn một tích tắc thôi, một lời hỏi thăm đúng bằng một cái cuộc gọi thôi là mọi thứ sẽ có thể thay đổi, nó sẽ diễn biến theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Và có một bé em đã từng chia sẻ với Nguyễn Nguyễn nha, và cái này nó cũng giống với những gì mà Nguyễn kể. Vì mỗi lần mà Nguyễn bị lơi mỗi cơn bất an hoặc kiểu nó nó có cơn á, lên tự nhiên cái nó đang ngồi không công đang vui vẻ bình thường như nè, tự nhiên cái nó lo lắng nó bất An xong rồi nó cứ nghĩ tùm lum tùm la Nó rất là thái quá luôn Và bản thân mình biết rõ ràng là mình đang như vậy đó Nhưng mà từ chuyện mình nhận ra chuyện đó mình nhận ra mình biết là mình vậy đó đến cái chuyện mà mình bắt não bộ mình phải tin chuyện đó nó là một cái quãng đường nó không phải là ngắn đâu ha thì trong cái clip trước nguyện đã có chia sẻ là cái tình hình nó là như vậy thì có một bé em bé cũng từng bị như mình rồi và bé kêu á là sau khi một cái quá trình mà bé nằm viện rất là nhiều tiếp nhận rất là nhiều những cái năng lượng tiêu cực thì cách bé làm là phải tìm đến những cái điều tích cực mình hay gọi bây giờ cái từ thông dụng là healing chữa lành á bằng cách là bé đi làm những cái việc thiện nguyện và Nguyễn Nguyễn cũng cùng cái suy nghĩ như vậy mà mình đã đang làm rồi thì uh, mình cũng cúng dường trong chùa nè, mình cũng nghe kinh nghe kệ mình tới chùa rồi, xong rồi mình cũng 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 thấp nhang. Cái kiểu nói chung là mỗi một người sẽ có một cái niềm vui um, khác nhau, một cái mang lại cho bạn một cái sự bình yên khác nhau theo đạo nào thì đi đạo đó thôi hoặc là có thể các bạn không cần phải đạo nữa các bạn đi vào trong những cái chỗ uh, mình thấy nhiều người cũng đi là trong những cái uh, cơ sở mà nuôi các cụ già neo đơn hoặc là uh, các em mồ côi các kiểu gì đó thì là ở trong những cái chỗ đó nó sẽ mang cho các bạn rất là nhiều những cái năng lượng tích cực luôn và thật ra có một cái điệu họ sẵn sẵn thì nói luôn mặc dù hơi dài ha uh, thật ra mọi người nghĩ á À, với những bạn nào theo đạo phật đi vào trong chùa cúng giường thì mình quan niệm là phải cúng tiền hoặc là mình cúng vật phẩm á mới gọi là cúng giường thật ra này không phải đâu cúng giường làm phước á không cần phải là tiền không cần phải là vật phẩm đâu mà cái sự có mặt của bạn ở trong chùa nghe một thời kinh nó cũng là gọi là cúng giường rồi là tôi cúng giường cái sự hiện diện của bản thân tôi tới đây để mà tiếp tức là để 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 nghe những cái phật pháp như vậy như vậy cũng gọi là cúng dường rồi và chuyện các bạn là chỉ cho một người nào đó về phật pháp hoặc là hướng cho người ta một cái điều đúng á hoặc là các bạn chỉ cần gọi là làm phước không phải là cho tiền hoặc là um, gọi là quyên góp này kia thì mới là làm phước đâu mà từ những cái việc thiện của các bạn làm hàng ngày ví dụ dẫn cụ già đi qua đường hoặc là chỉ cho một cái em nhỏ đó học tập hoặc là như nào đó nói chung khi mà mình giúp được một cái người khác á thì nó cũng gọi là làm phước và cúng dường rồi chứ không cần nhất thiết là cái gì cũng phải quy ra vật phẩm đâu ha nếu mình có điều kiện thì mình cứ ủng hộ thôi còn ngoài ra nếu như chưa có điều kiện thì các bạn có thể làm những cái việc tốt những cái việc thiện như vậy cũng gọi là làm phước cúng dường rồi chứ không còn nhất thiết và đến đây thì video cũng rất là dài rồi và qua câu chuyện của dũng của hạ và những lời chia sẻ của nguyễn nguyễn hy vọng là uh, nguyễn cũng mang lại một cái thông điệp cũng như là một cái nguồn năng lượng tích cực dành cho quý vị khán giả xem kênh của nguyễn ha cảm ơn uh, em dũng rất là nhiều vì những cái chia sẻ của em ngày hôm nay cảm ơn em hạ rất là nhiều vì đã nếu mà em không kể cho dũng nghe đó thì chắc là chúng ta sẽ không có một cái video Uh, nó mang rất là nhiều những cái câu chuyện hơn hơn những cái câu chuyện về tâm linh mà nó là còn là câu chuyện về những cái vấn đề ở trong cuộc sống nữa và chúc cho mọi điều bình an đến với cuộc sống của hai em và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã lắng nghe nguyễn nguyễn kể đến giờ này và nếu mà người yêu thương nguyễn nguyễn đừng quên like share quan trọng nhất là những vào nút đăng ký kênh những vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh và để khi nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ youtube và nếu quý vị khán giả cô chú anh chị những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân gia đình người quen bạn bè đừng ngần ngại gửi email về cho nguyễn nguyễn theo địa chỉ là nguyễn nguyễn vlog 2512 năm a gmail com không thì mọi người có thể gửi cho nguyễn qua page hoặc là qua facebook cá nhân và tất cả thông tin đường lên nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là nguyễn ghi ở dưới phần comment rồi cảm ơn mọi người một lần nữa chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau